Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Relay mỗi tuần. Bây giờ chương trình của chúng tôi đã lên đến tập 7 rồi. Và như thường lệ, cast chung của tôi hôm nay đã có anh broadcaster rất quen thuộc của chúng ta, anh Hoàng Phan. Xin anh phát biểu ý kiến của mình sau đại hội Võ Lâm kỳ rồi. Hội Võ Lâm kỳ rồi chứng kiến những sự thay đổi rất là bất ngờ. Thứ nhất là chúng ta phát hiện Hữu Khang là thánh rồng hai đầu, thế nhưng kỹ năng đánh PS của anh thì ngang bằng với Ô Miên Mộng Hiểm. Vâng, trận AS mà nhân vật tiếng Nhật của chúng ta cầm nó mà chúng ta nhiều kỷ niệm không may. Vâng, và để bắt đầu chạy replay, tôi xin mời anh Hoàng cùng nhấn nút âm pause với tôi nhé. 3, 2, 1 và chạy. Vâng, lúc này ta thấy đã có bên đây đã có 3 lượt pick. IO đã được pick, BB đã được pick và Tiny đã được pick tàn 2 hero trâu chó và một con súc vọt. Rất khó chịu. Trong khi đó bên Radiant Ngọc Hiệu đã biết được TA. Những thành viên còn lại vẫn đang suy nghĩ nên biết gì đây. Vâng, đại ca đã biết Ricky, một hero không giống đại ca chút nào. Cho nó rất nhỏ con mà không uy hùng. Và nhưng bây giờ anh Analyst một con rất giống đại ca. Anh Analyst một con tướng tá rất đô. Xanh lẻ. Cầm kiếm bán nguyên. Vâng, anh Analyst được ông kẻ rồi. Và anh hãy cho tôi biết họ đi lên như thế nào. Tình hình thế này thì chúng ta phải tình chi lên 22 bởi vì cả ông kẻ lẫn Ricky đều cần phải có babysitter, họ không thể đi một mình được. Và IO là support hát con nên anh đã cấm được mắt. Chưa ấy, đây là trận đấu mà Hữu Khang cần phải lấy lại danh tiếng của mình. Vâng, anh đã mất những lỗi lầm trước đó của Hữu Khang. Anh đã mất quá nhiều lòng tin ở đồng đội vào trận anh cầm ES. Nếu mà được thì tôi cũng sẽ cắt những pha rất rất đau thương được clip đó để show cho anh em xem. Nhưng thời gian có giới hạn. tôi nghĩ một phần thời gian có giới hạn, phần thứ hai là hãy để những ký ức nó qua đi. Đấy là set đồ của anh Nam rất là đẹp. Vâng, có thể nói là đẹp. Đẹp nhất tim luôn. Nhìn rất là bô dai. Vâng. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. đó là set set Tết năm nay đó thưa anh. Set year beast đó. Tụi mày vô đây. Lúc này thì hôm mấy chúng ta thấy là IO quyết định từ đầu đi chung với Tiny. Để đèn. Nhưng sau đó anh đã nhận ra là làm như vậy Tiny sẽ bị mất level. Lúc này thì Void đang farm rừng của bên phía Radiant, một chiến thuật mới chăng? Vâng, rất mạo hiểm và anh có diễn anh không được thông minh lắm. Cho nên là lúc mới vô thì những con sói đã cạp anh cho đến lúc gần chết luôn. Nên anh chỉ ăn được con sói nhỏ. Quá, người ta nói cần cù bù thông minh. Thế nhưng không được áp dụng mấy trong Dota này. Bởi vì thời gian có giới hạn nên không ai có thể đợi anh farm hoài. Cho nên dù có cần cù thì team anh cũng không có thể chiến thắng được. Mục đích của Void khi mà nâng tham lock đầu tiên. Anh hy vọng bắt được mấy con sói. Anh hy vọng được bắt được mấy con sói. Thế nhưng đời đâu quá dễ vậy. Nhưng đời nói em muốn gì là cũng được đâu. Voi đã quay lại đánh. Sao đánh quá trời mà không bắt vậy. Vâng, bây giờ tôi đã hiểu phần nào lý do anh đã học level là anh nhường lên cho BB để mình có thể đi thực hiện trò đồi bại, phá rune, farm rừng các kiểu. Có một điều lạ là dưới con mắt ở ngay đây, thế mà cả hai thanh niên Nhân và Khang đều không vào cản Void farm. Vậy nếu như họ tinh lý hơn, họ sẽ ăn phết loot rất là dễ dàng. Vâng, là với việc anh Nhân máu. Với việc Ricky có tàng hình ngay từ level đầu tiên. Vâng, nhưng mà có thể là Void đã đi vào góc khuất nên là hai anh em không để ý và không thấy. Đào Hiệp chuẩn bị ra cầm được rune hết rồi. Đã cùng trả lời với anh Nam và Goldrap. Last hit deny cao nhất là Nhân đại ca với 11 last hit. Ngọc Hiệp và Nam đang đứng 2-3 với 9 last hit. Rồi có một điều fail ở đây là Ngọc Hiệp đi mid nhưng chưa deny được con nào. Lúc này Void đã xuất hiện lại trên top. Đúng là việc để ES đi một mình cũng không có nhiều ý nghĩa. Ngay từ đầu họ đã chia lên sai. Vâng. Void rất phế, anh Hoàng anh có cảm thấy điều đó không? Thay vì slot Void tôi nghĩ là nên pick một Ranks Intel như Lina, Freelight. Đúng vậy, với việc
có đến 4 hero mà ly thì việc úp lòng Vâng, của voi chắc sẽ gây chắn. khó khăn cho đồng đội. Tôi nghĩ là với 4 5 hero melee thế này thì tôi nghĩ bên chúng ta nên biết bom để họ không thể phá bom được. Và BB đang bị Hurricane Ukraine Harass. đang rất khăn máu. Vâng, mấy Ukraine đang muốn chứng tỏ với đại ca. Vâng, vì một phần của Ukraine đang muốn chứng tỏ đại ca, một phần của BB chỉ là tai nạn. Yes, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi đại ca. Ukraine đang cố gắng lấy lòng đại ca. Vâng, Ngọc Hiệp đã có deny đầu tiên rồi. 15-1. Vâng, có thấy là không hiểu tại sao trong game này Ngọc Hiệp lại không chú trọng deny mà chỉ chú trọng hai harass và last hit. Tại Điểm vì đang chứng là rất cấp Tiny đã máu. máu đỏ. Và ES, anh vẫn chưa có Cái giày này mặc dù anh đã có 500 ES tiền. đang roam. ES đang đảo xuống dưới. Nó xét cái gì này net boss đã thì có lời thông báo như từ của tôi, nếu như Ngọc Hiệp vẫn đang rất tự tin. Vâng, tôi không sợ. Đang lát hết rất tốt. Sự đó là, có không phải là không sợ mà nó là sự thường kẻ địch của Ngọc Hiệp. Ôi thôi chạy giá, ES đã dòng được phía sau Ngọc Hiệp rồi. Thế nhưng tại này đang rất thấp máu. Có lại tại này rồi, ES này sẽ giống Thủ Rồi, Cang mà hay đó vậy, bị dậm chiêu hai trước. Vâng, và đã có một FB dưới bó là tôi đã mất khúc đó. Người đền mạng là Rizzlebrack. Và đại ca, một mình đại ca solo 1-1 với IO. Ai sẽ người chiến thắng? IO, IO dẫn ra sai lầm của mình. Vâng, IO đã chết. Nhưng trước khi chết thì những cái chứng giái quay quay quanh cũng đã báo được đại ca. Thật xui. Khổ Khang này một lần nữa làm đại ca thất vọng. Sao vậy ca? Khang đi đâu rồi? Sao người cứu mình? Vâng, lúc này Hoài Nam đang pha như một cái máy. Nhưng mà nói về tình huống vừa rồi tôi thấy là với sổ bắt khá là rất vâng, khá là mạnh khi mà anh đã đại Quill trụ. Spray được Quill Spray được cái thứ ba thì Hữu Khang đã bắt đầu chịu không nổi. Vâng, Hữu Khang đã phải phủ phục. Mặc Hãy dù cùng chờ Jakir xem. là một trong những support Có máu tương nhiều. đối cứng. Vâng, như vậy. Anh đã có strength gain khá cao. Vâng, hãy cùng chờ xem đại ca đã TP ra và AS đã nhóm được. AS, AS đã bị Hữu Khang thấy rồi. Hữu Khang nó... Hero. Hữu Khang thầy đây là giết sai cho lầm mọi của người. Hữu Hữu Khang, Khang sai đã lầm của iPad Hữu được. Vâng, đại ca đã Khang. cứu Ê, được ê, Hữu tôi chơi Khang đại ca rồi. lại chặn đường Hữu Khang vậy. Không hay rồi. Nhân, cái anh chạy. Anh Nhân. Vâng, có một sự không may đã diễn ra thế nhưng Hữu Khang cũng nhớ là đã sống. Chúng ta đã rút về an toàn. Và hãy cùng chờ xem Ricky, anh có lá thế được không? Anh đã... Ở mấy thì Tiny do quá lấn cấn, mặc dù đã hấp máu nhưng không chịu về, đã bị Ngọc Hiệp trừng phạt. Vâng. Ta thấy là bây giờ thì toàn bộ các hero bên phía The Die đã dồn xuống bot. Họ bỏ hẳn top. Và đây là thời điểm để người chiến sĩ công an nhân dân ấy làm việc. Mọi người chiến sĩ công an nhân dân farm rất nhiều và khỏe, anh nó có 2k rưỡi rồi. Người đáng nói là nhất bản nhì bản là Ngọc Hiệp và Hoài Nam vào lúc này hơn được các bạn. Và Hoài Nam anh đã tính lên đường support nên anh đã max stun thay vì max aura hoặc critical để farm. Chúng ta hãy cùng nhìn xem quyết định của anh coi là đúng đắn hay không. Và anh với một cuộc free farm thì Hoài Nam nên nhận ra là mình chính là niềm hy vọng của đồng đội. Và một điều đáng nói là ở bot mắt của họ, tai mắt của họ ở khắp mọi nơi đã có 2-3 mắt của Dai. Và anh Hoàng anh đã bị 3 hero vây rồi. Không may rồi, tôi nghĩ anh Hoàng phải nằm xuống một làn khói, một đường băng được thả ra. Trước khi chết, anh Hoàng nó báo được. Vâng, và IO chạy nhanh quá, Ngọc Hiệp đó solo không kịp, đó là một pha lỗi của Ngọc Hiệp rồi. Và đại ca Nhân nó bị thấy rồi, tôi nghĩ đại ca sẽ sắp phải trả giá. Bơi bơi đánh rất nhanh. Vâng. Ngọc Hiệp đã báo được IO. Tuy nhiên Hữu Khang chết quá nhanh. Không được rồi. Thế này cũng sẽ là Ngọc Hiệp. Bây giờ Ngọc Hiệp phải chạy thôi. Ngọc Hiệp có thể sống được không? Một phát ai cứu hình rồi. Ngọc Hiệp cố gắng đặt bẫy trong tuyệt vọng nhưng không được. Quả là không có gì có thể stop được lúc này. Vâng, chúng ta thấy trong pha khi nãy chúng ta báo được ES rất nhanh trước khi chết Hoàng đã báo được ES. Và nhưng Ngọc Hiệp đã đặt cáp hụt giết IO và IO đã giúp BB tới là thế thượng phong. Và nhưng mà ba người đã chết. Sai lầm của team chúng ta là chúng ta đi vào vùng mắt của họ. Vâng, đã có 2-3 lượt mắt được cắm ra nhưng không ai điều quạt được và chúng ta không biết để điều quạt luôn. Chúng ta không nghĩ là họ có mắt gần như vậy. Chúng ta không nghĩ là có mắt sao trụ.
Ông vợ ở trên top một pha đại phối hợp ca ở đại ca và anh Nam chỉ rồi, ra đã bắt giết được được. Tiny. Anh Hoàng này hai rác CS. Trong lúc này thì IO đang đang có vẻ rất phong độ, anh đang chịu khó đi cắm mắt và support này nọ, anh đã có giày và bottle. Rồi, tôi thấy IO rồi, xua cho IO, anh không biết là đã có một cái bẫy ở đó mà lúc này anh sẽ bị xô liên tục. Vâng, tôi nghĩ là anh sẽ chết, mất máu rất nhanh. Vâng, lấy anh cục bao xua. Ti của tao nè. Cục bao ti của tao mà con chó. Đội hiệp cũng rất nóng nhưng mà đội hiệp vẫn chưa bao giờ gần 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 giọng như vậy. Mấy đội hiệp rất tôn trọng đối thủ. Hơn 120 đồng mà. Xua là vâng, và lúc này ở dưới bot lại có sắp sửa có biến rồi, họ 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 cứ canh me đại ca và anh Hoàng miết. Sao kỳ vậy? Sao giết bắt cá tơ? Tôi bắt cá thôi mà. Hoàng đang phân bua thì ăn ăn nguyên cái dĩ tiếng 17 vô đầu. Như thấy là với mạng Gunja kêu vừa rồi thì biết sự bác bơ đã có rất được trâu Vanguard từ rất sớm. Vâng, chỉ mới hút thứ 9 khiến thôi. Khiến nhanh dễ dàng tăng trụ. Vâng, anh xem trụ như đồ chơi vậy. Đồ chơi con Đà nít. Đà đã quyết định chọn chiến trường chính của họ là dưới boss. Boss với vâng, hai con mắt được cover khá tốt. Và thật sự như vậy, bên Radiant, bên chúng ta cứ cứ thua combat ở boss. Đây là lần thứ 3 chúng ta thua combat rồi. Cứ như thế này thì sẽ không may. Vâng, và đáp lại lời nguyện cầu của Radiant, ba hero đã xuống ứng phó, đó là Đồng Hiệp, Đại Nga và Thủ Khang. Đây trận 4 đánh 4. Vâng, chuyện không cứ được nghĩ rồi, Đồng Hiệp ăn xu. Đồng Hiệp cố gắng focus BB, nhưng Đại Ca... Vâng, Đại Ca quyết định bắt okay. IS, có một số hiệu lệnh. Đại Ca nó không phụ Đồng Hiệp bắt BB, và Đại Ca giết theo IS, Đại Ca nó giết được IS. BB máu đỏ. Nhưng mà Đại Ca Đồng Hiệp lại đánh BB. Tại sao vâng, vậy? Bởi vì tôi nghĩ tôi chỉ cần một người phụ thôi, tôi giết được BB rồi. Nhưng IO và BB đều máu đỏ chạy vào, hai con chờ xem voi. Nó thật nguy hiểm, nó như voi chụp lòng thì sẽ có người chết. À không, anh chưa có power trip nữa. Anh còn không, thậm chí không lên nổi cái búa farm. Thật buồn. Đúng không chưa xem? Anh Nam, người con nhân dân, anh đã tua một phát cho đầu ES, anh né được. Vâng, chú ES thật giống Hữu Khang, anh phải chơi chiêu 2 trước rồi anh mới chơi chiêu 1. Và một cú tua nữa. Hữu Khang. Anh Nam. Anh Nam, anh ăn được trụ không hay rồi. Ăn được cái trụ thì bỏ cái mạng lại. Chỉ vì cái trụ của anh Nam mà. Vâng, mà chúng ta thấy là có một sự không may. Đại ca. Vâng, Hữu Khang đã iPad chúng ba người. Không tính được. Ngọc Hiệp đang cố gắng. Không, mỗi danh là thánh. Không được rồi, Ngọc Hiệp mất siêu nhanh quá. Ngọc Hiệp đang cố gắng em down tiny nhưng không được. BB vùng lên. Vâng, những một cái lòng rất hay đầu game của voi. Voi có thể là một nhân tố sáng giá cho team bạn. Vâng, anh Nhân, anh đã cố gắng chụp lòng cứu chụp khối cứu bạn nhưng không được. Họ thấy anh Nhân rồi, không may rồi, anh Nhân có hơi phải nằm lại. Anh Nhân nằm lại luôn rồi. Thật sự này có thấy vâng. Mr. Bác là một nỗi khiếp sợ sự. Bây giờ không và có gì có thể cản được BB. Ollie của chúng họ ta quá dở. Họ phối hợp rất hay, anh ấy ES vừa dặm vị tiếng 17 xuống và voi ba là chụp lòng liền, và chúng ta đã thu combat từ đó. Đây lần thứ 3, thứ 4 chúng ta thu combat với boss rồi. Không có lời giải nào cho BB cả. Của bộ ba BB Tiny và IO là khá nhuần nhuyễn. Vâng, IO cứ đứng ngoài bơm máu liên tục thôi, rồi ES stun và BB cứ thế mà bừa lên. Thật sự là đội hình của họ có tới 2-3 cái stun chưa kể bát của voi nữa. Tôi thấy rất khó chịu và BB thì rất khó chết. Và đội hình châu họ có thể lũi vào thẳng vào trụ, không sợ các hero bên phía tùy dân của chúng ta thì khá là mỏng. Ollie của họ rất mạnh, trong khi Ollie của chúng ta thì quá giấy. Bộ đôi Hoàng, Silencer và Khang, Gakiro cứ như những bị thịt. Một khi đã bị stun thì chết rất nhanh. Chứ là những tờ giấy mỏng manh. Vâng. Dễ dàng bị xé. Xé là nát, đốt là cháy. Những cái gai của BB như những cái ghim giấy vậy, nó bấm liên tục vô tờ giấy. Rạp. Nhưng chúng ta có một niềm hy vọng thầm lặng, chính là anh vâng. Nam. Vâng. Nam vẫn qua mà. Vâng. Chúng ta thấy là từ đầu game tới giờ không có ai đụng với anh Nam. Mà vâng, Nam không ai găng luôn. Nam, tuy tin Nam chết, nhưng Nam vẫn ăn trên lịch tiền từ chủ. Hủ Khang chết rất nhanh. Họ giết Hủ Khang như lấy đồ trong túi. Họ giết Nhân như lấy đồ trong túi gì. Từng người anh em lại chết. Nhưng anh Nam đã xuất hiện. Anh Nam đã xuất hiện. Ngọc Hiệp với anh Nam đang cố gắng lật. Lật đứa S không? Ngọc Hiệp đã mất sai. Ông giết được S rồi.
Vâng, có một luật sư Nio. Hay quá, anh đã biết đúng target. Thay vì focus mấy con châu chó, anh đã giết được con mỏng nhất là Io. Không biết sao. Đừng đánh nó có sai. Quýnh, ông Hiệp đã quýnh được một cái vô đầu rồi. Ông Hiệp đã quýnh được một cái vô lần trước rồi. Tuy nhiên, vâng, voi đã cứu bờ rất hay. Chúng thấy là voi đánh một support thực thụ. Anh không tập trung farm mà anh đi farm rừng để lấy đồ đi combat chụp lòng này nọ thôi. Tôi thấy dù gì thì về voi như anh Nam vậy. Voi cũng chơi rất đồng đội. Ý định đầu tiên của anh Nam khi pick Watkins không phải làm carry mà đi làm support. Vâng, và dù gì thì gì, BB cũng đã giàu nhất team họ. BB đã có 5k8 tiền và team bạn đang hơn tới 6 kill. Tuy nhiên chúng ta vừa mới ăn được một trụ, không hiểu sao là khúc này không có ai ra dép nữa. Anh có suy nghĩ gì không? Tự nhiên giống như có một khoảng lặng giữa team họ, cái không đánh gì luôn, không ai tổ chức ra dép luôn. Tuy nhiên họ cho chúng ta free một trụ, anh có thấy pha vừa rồi không? Rất trống. Vấn đề là team bạn đang đặt niềm tin vào BB, và chỉ khi nào BB di chuyển thì họ mới di chuyển theo. Vâng, có thể họ không thống nhất được á. Ở thời điểm này thì BB chính là đại ca đó. Vâng, giống như BB nó thôi, đứng ra bỏ đi là tụi nó cũng ngát đó. Vâng, và anh Nhân, anh đã thấy được voi máu đỏ, tôi nghĩ là anh có thể giết được. Anh đã chuyển hết vào ghi và rất hy vọng một bát, hai bát. Bách chắc liên tục. Không hay rồi, và IO heal nữa. Không may cho Nhân. Có nghĩa Nhân có thể nằm xuống nếu như IO có dust. Không có dust rồi. Tôi nghĩ pha nãy voi chụp lòng được thì IO có dust thì có thể Nhân sẽ là người nằm xuống. Nãy cùng chờ xem BB. Anh là nhân tố mới. Với phút thứ 15 thôi mà anh đã farm được Vanga và Blackmail rồi. Anh farm rất nhanh. Tuy nhiên người farm nhanh kém anh chỉ 100 tiền là Ngọc Hiệp. Ngọc Hiệp đã có được 5k9 tiền trong người và một cái búa. Con thứ hai của anh Phí Đà Đai là Tiny lại farm khá chậm. Anh ta quyết định lên hay nó bị đát trước. Vâng, chứ không lên kiếm linh để tuy hỗ trợ BB. Tôi nghĩ mọi người đừng được xem thường Tiny, bởi vì Tuy early anh chậm nhưng mà hữu khang đã tuôn chặn đường Tiny, khiến Tiny phải đi quạt lại một cái mà không được đi đường thẳng. Hãy cùng giờ xem anh Nhân. Hay quá, anh Hoàng anh đã sai lần kịp lúc khiến Tiny không đỡ được anh Nhân. Anh Nhân nó có DD, đại ca đang dí theo IO như một người điên. Vâng, và anh Nam tuôn hợp lý quá. 4, 3, 2, 1. Không trả được. Giết IO trước khi IO quay về. Vâng, tôi nghĩ là sẽ giết được thôi, bởi vì đại ca Nhân chúng ta đang cầm DD. Đại ca xây ngón đúng không? Đang gặn giọng anh nhau. Đúng không? Vẫn tuôn không? Cuối cùng đang mới tuôn. Ghê quá. Đây là Ngọc Hiệp đã lợi dụng được khoảng thời gian đó để farm và lấy lại vị trí đầu bảng network. Vâng. Somehow thì tôi nghĩ BB sao không ở TA đâu, bởi vì TA có Quýnh Lan. Trong khi đó BB muốn xịt ra thì anh phải tốn mana. Đó là điểm lợi của TA. Nếu anh có được đề xô trước phút 20 thì anh farm cái gì cũng lẹ cả. Vâng, Ngọc Hiệp đã bị thấy rồi, có một con mắt của Dai nằm ở trên đồi. Trận này chúng ta không hề phán đoán được những vị trí cấm quật của địch. Đó là lý do chúng ta cứ thua và bị bắt ở boss hoài. Đã 3-4 lần rồi. Thiết nghĩ nếu như mà từ đây trở đi nó tiên chúng ta thua ở một chiến trường nào đó thì nên chú trọng teamwork. Đúng rồi, Chaser đã có được Lunin V. Vâng, anh Hoàng đánh rất bình tĩnh. Tuy nhiên chúng ta có thấy là họ... Vâng, mà họ đã quăng được BB vô. BB em Hữu Khang đầu tiên, Hữu Khang đã chống trả đường băng. Tuy nhiên Hữu Khang cũng đã hy sinh rất lạ rồi, bởi vì Tiny Toon. Cái tool của Tiny reliable hơn. Và AS, anh Hoàng và đại ca đang họ hốt được AS rồi. Bên Dai đánh rất ẩu, họ không cover chứ AS họ đã Dai vô quá sâu. Tuy nhiên Hoàng có MTP, Hoàng chạy được không? Hoàng chết rồi, 220 dam. Bị trừ giáp với lần thứ 3, thứ 4. Nhưng mà cầu đủ thời gian để vâng, Nam xuất hiện. Ngọc Hiệp xuất hiện. Một cái lọc không hay rồi. Tuy nhiên không có gì hết. Nhưng Nam xuất hiện đúng lúc để vâng. Slow được voi. Vâng, và chỉ còn 3 hero còn sống. Đại ca bị hất lên trời. Ngọc Hiệp đã cầm được tê xô đúng lúc. Con gà, cảm ơn gà. Vâng. Tuy nhiên BB đã mở, có thể Hoài Nam sẽ hy sinh. Tôi nghĩ. Tại sao Hoài Nam không đánh? Ủa, âm lát vậy. Tại sao Hoài Nam ngừng đánh? Tôi nghĩ anh nên ngừng đánh, bởi vì BB đã một giá phản. Tuy nhiên mọi chuyện đã kết thúc rất đẹp và BB là người nằm xuống. BB đã quá tự tin vào khả năng của mình và 1-3. Và không ai bắt úp BB cả.
Nhưng ta có thấy là gà vận chuyển đồ xô trong hẹp rất rất kịp lúc, nên anh đã trừ kịp trừ giáp BB rất nhanh, và chính vì vậy lúc mà đứng đứng đánh lại solo thì Rakim mới đánh lại BB. Chứ nó không có cái đồ xô đó thì đáng lẽ bây giờ anh Nam mới là người thiên cổ. Hay là quyết định quay về farm đấy, mày là hai hai support của chúng ta, là tôi và anh Hữu Cang, rất là sống rất là khổ cực trong người chẳng có gì. Vâng, tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy là Hữu Khang đã cố gắng dành dụm chút tiền còm mà ba mẹ ở miền Trung gửi lên, anh đã mua được Akenboot. Và anh Hoàng đã có được một nửa cái Mekan và vẫn có giày ghẻ. Tuy nhiên chúng thấy anh điểm sáng của anh Hoàng là anh không cần đồ anh vẫn có thể sai lầm được, nên anh vẫn rất hữu dụng trong teamfight. Và anh Nhân đã có được full rồi, bây giờ anh Nhân sẽ là một cái máy điêu đam rất hiệu quả. Chỉ cần một khoảng trống thôi anh sẽ hốt được Void và IO rất nhanh. Chỉ cần một cái khói, một cái defuse thôi. Và vòng hẹp đã đi ẩu rồi, Void, Void mở MOM lên. Void mở MOM lên chụp. Vâng, và anh Void, tôi không hiểu lắm trong pha hồi nãy thì Void đang bị 7 giây cooldown Colosseum, nhưng anh quyết định leap lên. Và Hữu Khang chết rất nhanh. Và Hữu Khang và Hoàng là những cái máy ATM. Cái team bạn họ 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 bị em đầu tiên, thường thường thì họ là người chết đầu tiên, cũng khó, chỉ có gậy lóc mà Khan cũng có thể cứu được họ lúc này thôi. Hay quá, nhân nhân solo kia được voi luôn, nhân vào Hoài Nam mới lên tool bồi đúng lúc. Vâng, và hôm nay chúng ta có thể thấy là ở Anson bên địch thì Bristol Bắc và IO họ 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 đang stack creep Anson và họ đang farm rất tỉnh tỉnh táo. Họ đang hiêu máu cho Bristol Bắc để farm Anson. Họ họ sắc từ khi nào chúng ta cũng không để ý nữa. Và Ad đã có Kim Linh, chúng ta đừng đánh giá thấp sức mạnh của Ad. Chỉ còn đứng chậm lại và ulti được một cái đúng thì những hero giấy như Ricky hoặc rồng sẽ chết. Chỉ còn trong một combo của AS thôi. Lúc này Tiny cũng mới có Linh combo Tiny S Vâng, với Linh họ thì khá là ba nguy bốn cái hiểm. Linh mà chúng ta không có lời giải nào Anh Nhân cho. chụp khói hụt rồi, ý là bị bắt anh Nam kia, ý con cho mày vô đây. Anh ấy nó bị bắt một hit 1.38. Nam quyết lúc đầu. Nhảy vô đây con chó, mày nhảy con Anh chó, thằng nào nữa vô đây anh Nam giờ đang khát máu, ấy chỉ cần bất cứ thằng nào bước vô tầm sai của anh Nam là vô đây chết. con chó, lại đây đứng lại đứng lại Mày đứng lại. luôn. Mày luôn đó con chó. Mày luôn đó con chó. Ở một hiệp đang đứng bay. Ở bên Ray đang nâng boost cho trụ 2. Hãy cùng chờ xem và lấy Ngọc Hiệp làm mồi thì cả bốn người bạn Ngọc Hiệp đang đứng trong lùm. Có sự xuất hiện của ai Ấy ơi? là Vâng. Lỗi IO. Và IO đã hy sinh rồi. Không không Yes, không không đợi bắt được còn ai hết. vô. Ai cứu đại ca Ad làm cho sao? Ai cứu đại ca? Đúng như tôi dự đoán, những hero máu giấy. Và Ad đã bị Ngọc Hiệp hạ rất nhanh. Và BB cũng đã chết. Và Nam đã mở Amleth lên tán chết BB. Có thấy combat vừa rồi, họ 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 ra không kịp lúc và Void cũng nó không được chụp lòng nữa, có thể và Void nó không hề có đó luôn. Họ nó farm mà quyết định không có Void. Quyết định rất sai Tao lầm. lên top rất là tỉnh. Vâng. Tiny cũng vậy. Không Họ quen nha. Vâng, họ không hiểu vì sao họ đánh rất rời rạc. Ở lúc Không, thật này sự thì ở hiệp đó, Ngọc Hiệp bay thì họ nghĩ là chỉ cần IO và chỉ vâng cần họ có IO và BB là có thể giết được Ngọc Hiệp. vâng thế thế Thì thế gạt không xuống nhưng hỗ trợ, nhưng họ không bốn người bạn ngờ của ông Hiệp cả team đã đứng phía sau chờ sẵn. chưa thấy là bây giờ Hoài Nam đã vượt lên đầu bảng 9k6 tiền. Anh ấy rất giàu. Tôi thấy là sau khoảng thời gian đầu bá đạo thì lúc này BB đã bắt đầu lọt trở lại. Vâng, anh đã không có đam, anh chỉ có 76 cộng 28 đam thôi. Thật sự anh muốn đi đam thì anh mới có thời gian phun nước miếng, nhưng mà thật sự thì đi đam của bên chúng ta đã mạnh hơn BB rất nhiều, và đâu phải lúc nào anh cũng chìa lưng ra được. Nếu bị đánh chứng Vấn diện anh chỉ đề có lớn nhất chết. của mấy lời đai là lúc này họ lại mất đi sự gắn kết khúc đầu họ đã thể Vâng, hiện. họ đã không đi chung nữa, tôi không hiểu tại sao họ họ đã không quyết định không đi chung nữa, họ đã rất rời rạc. Ngay ngay Không cả thật sự pha vâng
không Nhưng còn cái sự liên fan kết nữa thì cái combo nó không còn rồi. Ai cứu đại ca tôi, chúng ta thấy lúc này họ combo vâng rất nhiều, họ 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 vâng sử dụng tất và cả mọi thứ họ chỉ sẽ để rất giết cả mọi thứ Yuki. để giết Yuki thôi, ở căm hờn ấy. IO đã bị không Vâng thật mà sự không đi, may anh Nam nó bị họ họ vây đang bắt rồi. Hoài Nam, thế nhưng À, anh Nam hơi có Hoài tỉnh, Nam anh còn quyết hồi định sinh. em anh. Vâng, có một đường băng chụp được IO rồi, hay quá. Hoài Nam ở BKB lên cương luôn, chết chết voi rồi. Vâng, mà một loạt sai lệnh được tung ra, hay quá. BB không, BB bị sai lệnh rồi, anh không phạt nước miếng nữa, anh không xịt gai được. Một đường băng BB đã bị nằm xuống, BS chạy rất nhanh. Anh à, tôi thấy gì anh đã tung hết chiêu nên anh đành phải chạy thôi. Và combat lúc nãy họ cũng có khá, họ khá rời rạc, họ không hề bắt up IO và BB trong tay, mà không hiểu tại sao Tiny vs lại té. Họ Vấn đề nguyên là họ bản đã sử chết. dụng hết combo, sử dụng tất cả Vâng, mọi thứ chỉ để giết đại lên lên ca. anh nhân cũng khó. Bây giờ thì đại ca đã nếm được mùi vị của những thằng mà chỉ chuyên chết để dụ chiêu chưa. Cuộc Vâng đời support nó cũng vậy đó, vâng cái chết của tôi chỉ để dụ cho team bạn xài hết tất cả các chiêu. vâng nhưng chúng ta có thấy là Ricky là một nhân tố cũng rất quan trọng. Anh deal đam mạnh, anh có thể sai lần nữa, nhưng tôi nghĩ Ricky là Lúc rất này big Ngọc trong Hẹt game cầm này. DD rất tự tin Vâng, vào đang rất Roshan tự một mình, tin. nhưng Ngọc Hẹt không biết là mình đã đi qua sai. Vâng, và có sai của Đài. Thế nhưng có một thanh niên màu Hữu Khang vàng đang lên ra đó, bắt thanh niên cấp. Hữu Khang. Tôi đã hét lên cứu anh. Hay Tôi quá, chơi vậy thì tôi cứu anh mà Hữu Khang chết. họ Hữu không Khang đâu họ có không được gì chọn Ngọc nữa. Hiệp. Vâng, Ngọc Hiệp báo được hai rô luôn. Ngọc Hiệp tán S lẹ quá, S chết nhanh quá rồi. TA Thế lúc nhưng này đã có BB được đề sao xô bú kệ. điện. Vâng, Ngọc Hiệp phải chọn giữa cứu hoàng và chase Tiny. Ngọc Hiệp đã quyết định, Ngọc Hiệp đã tán được một cú vô sai của BB. BB lãnh full dam cú đó, nhưng Ngọc Hiệp cũng Lúc không biết này được đi Ngọc Hiệp người đã có thấy mẹ BB. lên. Tụi mày vô đây. Với Tụi mày vô đây. món này thằng nào giết Hữu Khang, thằng nào giết Hoàng, đụng má mày rồi, đụng nữa Mày vô thôi đây, tao chạy, chơi mày luôn BB. tao nói mày luôn Mày vô đây. BB. Mày rồi đi này, đi này, ném con anh công an lại trong tuyệt vọng. Voi chụp Ơi, lại tại sao trong, vậy? Tại sao voi chụp chụp lòng lại tao trong quýnh tuyệt chết vọng, vậy boy? voi chụp lại trong tuyệt vọng, chùm voi ăn cái xuôi rồi, voi Mày chụp vô lại trong tuyệt đây. vọng, chạy đi voi, bỏ đi. họ 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 kêu gà tuyệt vọng mà Ngọc Hiệp Hoài Nam quyết định ăn Roshan. Bạn thấy người công an nhân dân rất là hổ báo. Vâng, Mày ở anh đây, mày đi, vô đây cho mày tao. luôn á. Anh đã Anh nhớ nhường là hồi khi sinh, người mình người công an có nhân nhường dân, người công an nhân dân cướp hồi sinh ngay trên tay đó, giờ tao có ba mạng rồi, tụi mày vô đây coi. Hiệp mà sao Nam lấy của Hiệp, quá tôi gian sinh nhân tuyệt vọng Ba mạng thì lúc này người công an nhân nào. dân ấy rất tự tin la Anh ấy lên, không sợ gì nữa, tao chấp cả nhà ông nội ngoại mày luôn đó. ghê quá, được anh nhưng nó tự tin rồi. Nó hiện đang farm bởi Anson quen thuộc sau khi giết Roshan xong, đó là đích Lúc đến. này đại ca cũng đang định mồi. Đối với đại ca, con mồi thơm ngon nhất lúc này chính là IO. Những ba nỗi tâm hồn từ lúc ơi ra cũng nỗi tâm hồn. Hôm nay anh Hoàng đang rất chill, anh đang có mechan, anh không có gì bế quá hết, không có gì gấp, anh chỉ từ từ thôi. Này vào đang lẫn vẩn. Lúc mang nó xuất hiện rồi. Người đây cũng Voi, cứu tôi, voi, voi đang hoảng loạn, tha tôi. Vâng, bé đã cứu giúp voi chạy. Bây giờ sau sau khi chết bị vâng, và IO biến ra một mình, không hiểu tại sao luôn. IO biến ra như một người điên, anh nên nằm xuống. Sao không mà vậy tự nhiên không IO, kìa? IO biến ra nhưng mà anh đang chuẩn bị theo đơn với một người thì đã bị sai lầm. Hóa ra Không đúng lúc may của là tôi. họ họ đã BB, họ đã BB luôn. Nó do anh Nam kêu gọi. Ở trên mày luôn có con BB cũng cho. BB nó bị default rồi. Anh nhân chụp khói tán bên sai, hay quá. BB không giảm đam được, BB đã nằm xuống. Thấy anh Nam rất tự tin. Anh Nam đi vòng vòng. Chấp mày luôn á chủ, chấp mày luôn á ghét. Quả thật được biết của team tay rất 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 chống TA. Tất cả những hero của họ đều khả năng chống TA, cũng chống TA Nhưng họ không quá ngờ siêu. có một người công an nhân dân vâng ấy, vâng người công và an nhân dân. nhân tố quyết định là người con nhân dân chúng ta. Mỗi lần Ngọc Hiệp chết đều được anh Voi Nam bắt úp kỹ càng. voi voi bay ra bắn voi được voi một lúng túng cái đường quá. băng chính xác.
coi chụp hộp rồi nhất cái đấy, đồng tuyệt vời của cái đồng tuyệt vời của tôi, lửa của Hữu Khang, cái tiêu của Hoàng cứ bay tới tấp giường người em, đúng mới vô bất kỳ vậy, chúng ta là bạn mà vô chưa thấy thì từ voi voi cứu cứu bạn trong ngoặc kép, nhưng thật ra thì ép phải hát là nóng đít 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 tôi nóng lắm, không khác đừng đốt lửa thì đít ra nóng nóng á. Người công an nhân dân lao lên tiếp Người anh nhân cứu dân có ba nó. mạng, mày luôn nói hết, mày luôn nói ai ô, mày luôn nói tin đi, anh quyết định mở amlet cương luôn và ô nó hy sinh. Bye Công bye, an bye nhân bye, dân lúc em một này mình hoàng thôi. như quả Hay chuối quá. vậy, giống như The Mountain trong Game of Vâng. Thrones. Anh Cường chết hết luôn. Dù có chết anh em phải báo theo. Vâng, Hoàng 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 nằm xuống rồi. Nhưng Ngọc Hiệp đã kịp mở siêu lên và Ngọc Hiệp giết AS rất nhanh. Cà mèo của AS đã không làm team đang lúng túng. Họ giết được Hoàng, người thanh niên mỏng nhất team. Cũng cần phải nói là họ đã mất rắc ở phút thứ 29. Một game mà anh mất rắc trước 30 phút thì thật là thảm họa, có thể nói là thua luôn từ đó luôn rồi. Ê, biết gì tôi đã bật sai lệnh của tôi rồi. Nhưng không kịp, tôi nghĩ là anh đã bị stun. Né stun 4-5 giây. Chen stun là anh có thể bật được. Cậu nghĩ tôi đã bật challenge lấy được một ba rắc trước 30 phút. À, bật ra. Cho nên là trận Ủa. trận này Yakiro của Hú Khang đánh như thánh thánh Vâng, rồng Ngọc hai Hiệp. đầu, Ngọc giống Hiệp như đã chuộc ẩu. lỗi những gì AS đã làm. Vâng. Ngọc Hiệp cương. Ngọc Hiệp cương chết IO luôn. Ngọc Hiệp say máu quá. Vâng, và Ngọc Hiệp Đùng. đã hy sinh rồi. Ngọc Hiệp quá say máu Hai và cú feed hiệp có like thôi. cho team bạn. Ngọc Hiệp nên về. Cũng không còn mana để về nữa. Và tôi không thấy tại sao S lại lên kiếm tàng hình. Anh đã có Shadow Amulet. Hoài Nam, lúc này Hoài Nam đang gằn giọng chết mẹ với con chó ư. Anh cho S có hai hit à. Căng cháy. Tiễn đưa nhau cho một ngày buồn. Anh tôn bê bê. Anh Hoàng đã sai lần kịp lúc. Anh tán vô nhanh quá. Tôi nghĩ anh sẽ giết được vô với một cái tool này, một cú đánh bồi nữa thôi. Vâng, đúng rồi. Đúng từ gì đây? Anh còn hồi sinh. Hữu Khang Sao lấy tung được banh băng như một Hú quỳ Khang chính khánh. xác như À. một vị thánh vậy? Hữu Trong Khang hai gom đầu. hai ba thằng trong đường băng. Hoài Nam cương tay tôi chết bơi bơi nữa. Hoài Nam mạnh quá. Cái này Hoài Ơi, Nam đang gằn cái giọng hồi sinh mày vô của đây. Hoài Nam Thằng đâu? nào ê, cái hồi sinh Cái hồi sinh của đâu tôi bị dân không like của tôi. Không may. Không may nhưng mà nè. Vâng, và nói cho các bạn biết luôn là cũng có. tôi có ghi âm point of view những câu gằn giọng của ngoài Nam, tôi vẫn còn giữ. Tôi sẽ post lên như một bonus clip vậy. Tôi muốn nghe cái giọng thật sự của ngoài Nam sao 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 những pha vừa rồi mà do chính anh nói, tôi đã cất giữ những thứ âm thanh ấy. Ổ má lắm đồ má, mày luôn nói con chó tới mày nè, mày ra đây, mày ra đây. Có sao những ức chế mà chúng ta đã Nhưng mà điều xui là phải phải chi anh Nam chết trước 5 giây thì anh Nam nó hồi sinh lại nó, nhưng rồi chỉ có 5 giây tôi thôi sai rất là lạnh lùng, của tao. trả cái hồi sinh cho tao. Vâng, và thế là Nam đã nằm xuống. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần có một điều lưu ý là chỉ có mới một lane mid được 7 và giờ late game thì nó tiny full đồ thì anh cũng thấy rất mạnh, anh phá rắc rất nhanh. Nếu chúng ta bất cẩn và để bị rát thì thua cũng là điều tất yếu, bởi vì cách biệt một lane không có nhiều. Nhưng mà Đó. support void thì network của anh còn Còn anh chưa có còn được thua một cả con hai bơi nữa. support bên phía Ông phải bị bắt thì nó bị lẻ bắt, rồi. Nhưng anh cố gắng nhưng thực báo sự được là mà. ai bắt ai đây. Ông phải báo được, ông phải báo được IO. Trước khi chết ông phải báo nửa máu tim bạn. Nhưng mà cũng đã nằm xuống. Anh ấy Hiệp đã cố gắng báo nhưng không được. Lúc này thì người chiến sĩ công an dân ấy lại xách dao ra được. Đâu, thằng nào đâu. Thằng nào giết bạn tao đâu mà đang cố gắng đi trả thù cho mày. Nói về ai tâm thì lúc này anh Nam nó lên được BKB, Búa Bát và The Soul. Anh Les là một ai tâm rất 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 sớm. Nó có từ trước nhưng ít khi xài, chỉ xài khi nguy cấp.
Tiny đã lên hai kiếm tàng hình, tôi không hiểu là vì sao ES Tiny đã lên kiếm tàng hình. Một khi thế trận đã thua thì Win Combat tổng kiếm tàng hình thật phế, anh có nghĩ vậy không? Lúc ùa lên thì kiếm tàng hình đâu có giúp anh trong team fight. Nhưng kiếm tàng hình có thể giúp anh bỏ chạy. Và đó cũng là bạn thấy đúng, bởi vì không ai bên phía chúng không ta không nghĩ ai đến cương việc mua được. đút cả. Vâng, Anh nào nó xuất bye hiện, bye, mày mày luôn, luôn, nó chắc mày luôn, mày luôn, cái gì, cái gì con phản chó đao mày, hả? Mày, tao tưởng mày phản đao là sợ hả? con chó mày, mày, ơi, ấy nó tua lên nào rồi, ad tua rồi, vâng Chưa và ai ad kiếm nhanh tàng hình, chóng mà kiếm màn hình vậy. Và như tôi đã nói, không ai không trong ai mua team tết, chúng ta nghĩ đến chúng chuyện ta mua không nghĩ đút là họ không có kiếm tàng hình luôn, ad báo là thủ khen, nhưng cái khó tên nhân quá độc hại, ô nhiễm môi trường. Nó phải nằm xuống à, một mà khói khói tôi không thấy gì hết rồi nó chết và tay này tôi nục anh tôi trong quản lại đừng, đừng 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 có vô tay chúng ta thấy là early game của Dai quá tốt, tôi không hiểu tại sao họ lại troll và khỏi tung ra. Ngọc Hiệp quyết định không đánh những bạn những con mà bạn mình đang đánh, anh lại giết AO, anh đã đón đầu, anh giết được BB luôn và Danny mở cái tình hình chạy về. Anh Ngọc Nam Hiệp quá thì có mạnh thể sợ phản đam của BB, thế nhưng anh Nam thì vâng. nó chắc phải phản đam con chó. Đừng Là nghe con thấy giọng nói này căm chó. phẫn, mày mở bản đăng đi con chó này. Tôi nghe những âm thanh giận hờn ấy. Ghê quá, chuyện gì đã khiến người ngoài Thấy mood của thay đổi. khi mà Watkins không thèm lên kiếm linh thì anh ta cứ lửng như là The Mountain của Game of Thrones. Không không ai Cứ dám từ từ lại gần. lửng bước tới vô đi con À, mày đợi đi, chó. mày đợi đi con chó, mày đứng ở đây cho tao. Vâng mà bị bắt rồi. Cái mày không biết thì chúng ta đã bị bắt Chúng rồi. ta bị bắt Cái rồi. lòng Rồi, rất tốt, cái cái lòng lòng rất nó giúp tốt cho cái khiến đường cho lối ngủ khang. con mày hốt hết Ghét luôn. lại lần nữa bị Con em ghét lần nữa con là hiệp bị là nướng chín. nhân nó đít tôi chân tôi đừng lửa lửa á Nay có vẻ như là voi rất là thích món barbecue của Hữu Khang. món bò Món nướng bò bít tết của Hữu Khang. bò cầm khúc gỗ Không phải là một Hữu món Khang bít một tết lần nữa mới. lên là Ê, tôi thấy cái trận Không như phải là bốn ánh Hữu Khang sáu một lần nữa lên vậy. là dù dù hiệp sĩ không thời gian quen sẽ chặn chặn đứng lốc thời gian lại để cho con bò không chạy được. Mày thích bò nướng tôi thấy dù thơm sống ở nơi hai nơi quá. khác nhau, hai quốc gia khác nhau, nhưng Hữu Khang và Voi giống như là hai người bạn tâm giao vậy, đi đi cùng bên chiến tuyến, từ khác chiến tuyến, họ đã có những mối tương đồng trong tâm tư tình cảm, họ đã có những sợi dây kết nối với nhau vô Hữu hình. Khang không hề nói với đồng đội của mình, Hữu Vâng, Khang chỉ cần mà nói với người họ phối hợp bạn rất ăn tâm ý. giao bên kia Người đồng đội ấy lại phối được hợp lửa nha, anh chụp cái lòng lại. họ phối Đó hợp là rất chính ăn là con món ý. bò nướng. Chúng cũng Món rất buồn. barbecue. Tiễn đưa nhau cho một ngày buồn. Má đất thương anh đưa về Đã quyết cũng định lao buồn. ra. Thế S nhưng S cái là chết lẹ do quá. cứ thật là Quầy phản chính xạ xác. rất nhanh. Quầy phản xạ rất nhanh. Họ không mới làm được gì. Học hiệp double kill rồi. Ấy, nó quăng IO ra. Chỉ Quầy còn nào một chặt. một chặt. Mày nhỏ con chó tròn. Rất lạnh lùng. Chó hình tròn. Đéo. Mẹ cảm giác giống như là khi mà cảnh sát đã bắt được cái ổ thì những thằng chùm sẽ quăng những thằng Nó đã tép quăng mấy thằng tao view chứ. Bắt nó đi, đừng bắt em. Nó đều những em con là chốt thằng giết sủi thí. đó mà đại ca. Nó đều mấy con Và chốt thí rồi, chúng ta bạn đai là vô giết sĩ của luôn. ngoài nhân dân, rất là lạnh lùng. Chó thì tao nhận nè. Đã rồi, có ai đó đẩy Hữu Một Hang vô, sao lại dông quân bộ nghĩa như vậy? chặt. Mình đẩy Hữu Hang vô, anh Nhân, anh nó bán hết đồ như vậy đẩy. Mà, ghê quá. Tại một người bị quăng qua Ấy, lưới kìa. nó đang Nhưng mà mang cho BB này, game nó chỉ, game nó kết thúc. Vâng. Vâng, và game đấu rất thư giãn, mang đậm tính chất thư giãn. Combat của chúng ta đã kết thúc. Khép lại một kỳ đại hội với tỷ số là 3-2. Anh Hoàng, anh có ý kiến gì không? Và có những suy nghĩ gì không? Sau 5 game đấu. Thấy là một game đấu khá là vui nhộn. Đầu tiên là nó thấy là màn trình diễn của Hữu Khang trong nhà là đáng khen so với màn trình diễn GS ở trước. Vâng, Hữu rất Khang rất buồn. có thể gọi là đã chuộc lỗi thành công.
Vâng, anh tuôn rất Em hay, thấy phần người con lớn là nhân anh dân tuôn được ấy hai ba hổ hero. báo lúc nào. Vâng, anh farm cũng không gọi là nhanh Người máy quan nhưng dân ấy anh nó tăng được, và anh hay đã lắm. ra vô combat đúng chỗ, anh giết chết hai mạng thôi, nhưng mà anh giết chết hai mạng thôi, và anh tận dụng được space lúc đầu mình tạo cho Nam ở Những top. ngày trước thì khi mà người công an dân đánh Green Ranger thì chúng ta nhận xét là người công an dân rất là thương người, thế nhưng Vâng. chúng ta đã sai lầm rồi. Bây giờ mỗi mỗi Chúng ta tuần thấy Nam là người mà là nhiều anh mặt. nào cũng có khả năng đánh carry vậy. Vâng, mỗi tuần một gương mặt. Anh Nam mỗi một tuần Một tính anh cách Nam lại khác thể hiện một nhau. bộ mặt khác nhau. Một bữa thì rất hiền. Một một bộ mặt một bộ mặt hòa bình hòa hoãn là như món đồ để chung, nhưng mà Đinh ngăn cản hai cậy tiêu đừng đánh nhau nữa, đừng đẩy. đừng đừng đánh nhau Đừng, nữa. Thế đừng nhưng ngày hôm nay tản ra thì đi. giới Cho tôi bơm máu. cho mày luôn luôn cho Hai gương mặt rất khác nhau. Vâng, và vì thời gian có hạn nên tôi cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình và thời gian quý báu của anh Hoàng, và cảm ơn thời gian mà quý vị khán thính giả đã bỏ ra để xem chương trình Ray mỗi tuần của tôi. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại nhé.